Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Ở trên tay mình đây là một tấm bìa cắt tông đã được mình cắt ra. Ngày hôm nay mình sẽ kết hợp với những tờ giấy màu thủ công để làm một khung trang trí treo tường. Bây giờ mời các bạn vào xem video chi tiết của mình. Thì như đã chuẩn bị, ở đây là tấm bìa cắt tông đã được mình cắt sẵn ra. Mình đã cắt tấm bìa cắt tông này có kích thước là 20 x 25cm. Thì để chiếc khung của mình được đẹp và nổi bật hơn, thì ở đây mình đã chuẩn bị một tờ giấy màu thủ công có màu trắng cùng với kích thước của cái tấm bìa cắt tông mà mình đã cắt được. Mình sẽ cho một ít keo sữa lên cái bề mặt tấm bìa cắt tông để có thể là đặt được cái tờ giấy màu trắng lên. Mình đã cho một chút keo lên cái bề mặt này rồi, bây giờ mình sẽ dùng tay để san đều keo ra. Mình sẽ dàn đều keo ra nhé. Sau khi đã dàn keo ra rồi, mình sẽ đặt tờ giấy màu trắng lên. Vậy là mình đã có một chiếc nền trắng tinh như thế này. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi làm phần viền cho cái khung của mình được nổi bật và chắc chắn hơn. Thì đây là những chiếc viền đã màu tím đã được mình chuẩn bị sẵn rồi. Để làm được chiếc viền này, mình đã cắt mẫu giấy màu tím có chiều dài bằng với kích thước mà mình đã cắt chiều ngang và chiều dọc của tấm bìa cắt tông. Thì đầu tiên thì mình sẽ gập đôi mẫu giấy lại, hai mép hai cạnh góc bằng nhau. Mình sẽ dùng tay miết thật là chặt cái đường nếp gấp này. Sau khi đã gấp đôi rồi, mình sẽ mở mẫu giấy ra và từ hai bên cánh giấy hai bên mình sẽ gấp vào bên trong theo cái đường mà mình đã vừa có nếp gấp. Tương tự bên còn lại mình cũng sẽ gấp như thế. Mình sẽ miết thật mạnh hai cái bên mép nếp gấp. Bây giờ thì mình sẽ gập đôi lại với nhau. Để hai góc mép này thật là bằng nhau và mình sẽ cho keo vào để cố định cái phần thanh que này. Sau khi đã cho một lượng keo vào bên trong rồi, mình sẽ gập lại để cố định lại cái phần viền của mình. Và đây, mình đã có một phần viền tương tự như những phần viền mà mình đã chuẩn bị. Sau khi mình đã có đủ 4 viền ở 4 góc cạnh thì bây giờ mình sẽ tiến hành đặt những chiếc viền của mình lên bề ngoài phần khung. Đầu tiên thì mình sẽ cho keo lên bề mặt trên có kích thước ngắn hơn và đặt cái phần thanh viền mình đã vừa cắt được. Sau khi đã cố định được phần viền trên, bây giờ thì mình sẽ đặt cái phần viền dọc. Đây là phần viền dọc của mình cũng sẽ cố định lên. Thì mình cũng sẽ cho keo lên và cố định lại. Mình đã tạo những cái vết khứa đầu nhọn ở các thanh que để cái đường viền của mình sẽ được đẹp hơn. Sau khi đã cố định được một thanh ngang thanh dọc rồi thì tương tự mình cũng sẽ cố định thêm thanh dọc còn lại và phần ngang đối chiều. Và sau khi mình đã tạo được cái phần viền cho 4 góc cạnh, mình đã có một chiếc khung khá là chắc chắn như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ trang trí lên chiếc khung bằng những cây lá và những bông hoa. Và đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm cái phần cây lá trước
và những bông hoa mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Để làm được phần cây lá, ở đây mình đã sử dụng gam màu xanh nhạt. Mình đã cắt có kích thước là 6 x 25 cm để làm cho cái phần thân cây của mình. Thì sau khi mình đã cắt được rồi, mình sẽ sử dụng chiếc que gỗ chuyên dụng của mình. Ở đây, ở đây là chiếc que gỗ chuyên dụng của mình. Thì mình sẽ đặt cái thân que của mình lên cái mép mẫu giấy mà mình đã vừa cắt được. Sau đấy là sẽ dùng tay để uốn vào. Thì bây giờ thì mình sẽ cuộn tròn như thế này để làm được chiếc cây của mình. Cứ đến đâu thì mình sẽ rút chiếc que ra dài đến đấy. Đến hết mép giấy thì mình sẽ cho một chút keo để cố định lại. Và sau khi đã cuốn lên hết mép giấy rồi và cũng đã cố định rồi thì mình sẽ có một chiếc cây như thế này. Mình sẽ làm bẹp, làm dẹt cái thân cây của mình lại. Để chút nữa mình sẽ gắn được những chiếc lá được dễ dàng hơn. Sau khi đã gắn được rồi thì mình sẽ uốn cong một chút cái phần cây của mình. Mình sẽ uốn có một độ cong vừa phải thôi. Sau khi đã hoàn thiện được phần cây rồi, mình sẽ tiến hành chia sẻ cho các bạn làm và cắt những chiếc lá của mình nhé. Thì những chiếc lá của mình ở đây, mình đã sẽ sử dụng hai gam màu là một màu xanh đậm và một màu xanh nhạt. Mình đều cắt có kích thước là từ 6 cm hoặc là 5 cm. Thì mình sẽ gấp đôi cái mẫu giấy của mình lại và dùng kéo sẽ cắt thành hình một chiếc lá. Mình sẽ tạo một chiếc lá. Và đây là chiếc lá màu xanh nhạt của mình. Thì tương tự màu xanh đậm thì mình cũng sẽ cắt thành một đường cua như thế này. Là mình đã có những chiếc lá rồi. Thì để những chiếc lá của mình được đẹp hơn, bây giờ thì mình sẽ làm những cái phần gân. Thì mình từ những cái điểm sông lá, mình sẽ gập chéo và lật ngược lại, tạo thành những cái nếp gấp như thế là mình sẽ có cái phần gân lá. Thì chiếc lá của mình trông sẽ là chân thật hơn rất là nhiều. Sau khi đã gập được các nếp rồi, mình sẽ mở ra cho các bạn xem cái chiếc lá của mình nhé. Và đây là một chiếc lá của mình có những phần gân khá là đẹp. Tương tự như màu xanh đậm thì màu xanh nhạt, mình cũng sẽ làm những phần gân như thế. Thì chiếc cây của mình cũng sẽ cắt khá là nhiều những chiếc lá có những chiều dài khác nhau để hài hòa với cái chiếc khung trang trí của mình. Thì đây là mình cũng đã gập những cái phần gân cho chiếc lá màu xanh. Và ở đây mình như đã nói là mình sẽ chuẩn bị khá là nhiều những chiếc lá có hai gam màu và những kích thước dài ngắn khác nhau. Thì bây giờ thì sẽ quay lại với cái phần thân cây của mình. Mình sẽ đặt một chiếc lá của mình lên trên phần ngọn. Mình sẽ cho keo lên phần bên trên và đặt một chiếc lá có gam màu xanh lá đậm lên trên. Tiếp theo mình sẽ đặt những chiếc lá khác xuống cái phần thân. Mình sẽ đặt chiếc lá màu xanh nhạt. Sau khi đã đặt chiếc lá màu xanh nhạt rồi, ở bên này mình sẽ đặt màu xanh đậm. Mình sẽ cứ tiếp tục đặt một màu xanh nhạt sang bên này và màu xanh đậm sang bên kia để có hai màu sắc chiếc lá so le nhau. Ở đây mình đã đặt màu xanh nhạt rồi nên bên dưới mình sẽ để lên màu xanh đậm. Những chiếc lá của mình đặt lên phần cây khá là đẹp mắt. Tương tự thì bên này mình sẽ cố định cái màu chiếc lá màu xanh nhạt lên. Bên dưới mình sẽ lại đặt màu xanh nhạt. Bây giờ thì mình sẽ cứ tiếp tục đặt so le những màu chiếc lá của mình lên phần thân cây cho đến hết chiếc cây dài này của mình nhé. Vậy là mình đã đặt được khá là nhiều những chiếc lá lên cái phần thân cây của mình rồi. Phần thân cây của mình đã rất là đẹp rồi. Ở dưới đây thì để khác biệt một chút, mình sẽ đặt
đồng bộ cái màu xanh lá đậm hơn lên cái phần dưới thân cây. Mình sẽ đặt cố định một chiếc lá nữa là mình sẽ có một chiếc cây đẹp mắt rồi. Và đây mình đã vừa hoàn thiện làm một cái phần thân cây được gắn lên những chiếc lá có hai màu sắc so le với nhau khá là đẹp. Tương tự ở đây mình cũng đã cắt và chuẩn bị được một chiếc cây, cũng đã đặt những chiếc lá và có kích thước ngắn hơn. Sau khi đã chuẩn bị được hai chiếc cây rồi thì bây giờ mình sẽ đi làm những bông hoa và phần cỏ cho chiếc khung của mình. Để làm được những bông hoa ở đây là mình đã chuẩn bị hai gam màu hồng và gam màu đỏ. Mình đã sử dụng combo và cắt được hai hình tròn này có kích thước là 7x7. Các bạn có thể dùng một chiếc cốc để tạo thành một hình đường tròn như thế này cũng được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bông hoa. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một bông những đóa hoa hồng có nhiều gam màu khác nhau. Sau đây đầu tiên là mình sẽ dùng kéo và tạo cắt những cái đường tròn riềm ngoài của mẫu giấy hình tròn mình đã vừa cắt. Vào bên trong cứ liên tục như thế thì mình cũng sẽ tạo những cái đường tròn. Bên trong mình sẽ cắt nhỏ hơn một chút để làm cái phần nhụy hoa. Sau khi đã cắt hết cái phần giấy rồi, mình sẽ để lại một chút phần đế ở mẫu giấy này để làm phần đế cho bông hoa của mình. Sau đấy là mình sẽ cắt đi cái phần góc nhọn mà đầu tiên mình đã đưa mũi kéo vào. Mình sẽ loại bỏ ra. Tiếp theo thì mình sẽ lại tiếp tục sử dụng que chuyên dụng của mình để quấn bông hoa lại. Thì mình sẽ đặt cái mép vào cái mép nhọn mà mình đã bắt đầu cắt ra. Sau đấy là uốn tròn theo cái đường vòng mà mình đã cắt. Vần vào trong thì mình sẽ nới tay ra một chút. Sau đấy là mình sẽ rút chiếc que gỗ ra và dùng tay quấn cho đến hết mẫu giấy. Mình sẽ cứ tiếp tục quấn tròn như thế cho đến hết nhé. Sau khi mình đã quấn hết rồi thì đây là cái phần đế mà mình sẽ để lại. Mình sẽ mở bông hoa của mình ra, sau đấy là căn chỉnh lại. Và đây là một bông hoa hồng của mình khá là đều và đẹp rồi. Mình sẽ cho một chút keo vào phần dư đế để cố định lại bông hoa. Và đây là bông hoa màu hồng. Bông hoa hồng mà mình đã vừa chia sẻ khá là đẹp. Thì sau khi đã chuẩn bị được bông hoa có màu hồng như thế này, ở đây mình cũng đã cắt được khá là nhiều những bông hoa hồng cùng kích thước với bông hoa mình đã vừa làm và có những gam màu khá là khác nhau. Rất là nhiều những bông hoa có các màu sắc. Sau khi đã có được phần thân cây, chiếc khung và những bông hoa, bây giờ thì mình sẽ tạo những phần khóm cỏ để trang trí lên chiếc khung của mình. Thì để làm được phần khóm cỏ, mình lại sẽ tiếp tục sử dụng gam màu xanh nhạt và xanh đậm đan xen với nhau. Để tạo thành khóm cỏ thì bây giờ mình sẽ cắt và hướng dẫn các bạn bằng màu xanh đậm này nhé. Đầu tiên thì đây là mẫu giấy mình đã cắt có chiều ngang là 6cm và chiều dài là 25cm. Mình sẽ gập đôi cái mẫu giấy của mình lại. Tiếp tục mình sẽ gập thêm một đường nữa thì mình cắt luôn một thể. Thì cái khóm cỏ của mình sẽ được nhanh hơn. Sau khi đã gập chéo được 4 lần rồi, mình sẽ dùng kéo và cắt những cái phần cỏ nhọn như thế này. Là mình sẽ có những khóm cỏ. Cứ một đưa một đường nhọn thì mình sẽ cắt đi một cái đường thừa khuyết. Và mình sẽ lấy cái phần khuyết đấy ra luôn. Cứ tiếp tục như thế mình sẽ tạo được một cái khóm cỏ. Mình sẽ cắt nhỏ lại một chút cho cái khóm cỏ của mình được đẹp hơn. Cứ như thế này thì mình sẽ cắt những chiếc tua
cho đến hết cái phần giấy mà mình đã gấp. Sau khi mình đã cắt được những cái phần góc nhọn như nan này để làm phần khuôn cổ, thì bây giờ mình sẽ chia đôi mẫu giấy của mình ra là mình sẽ tạo được hai bên phần khuôn cổ rồi. Mình sẽ sử dụng chiếc que chuyên dụng của mình để uốn cái phần ngọn cổ ra. Mình sẽ uốn cong. Sau khi mình đã uốn cong những cái phần ngọn cổ rồi, mình sẽ đặt chiếc que chuyên dụng của mình để quấn lại. Mình sẽ quấn tròn như thế những cái phần ngọn của mình đã vừa uốn nó xòe ra, thì khuôn cổ của mình khá là đẹp. Mình sẽ dùng keo gắn lại, làm đây là cái chiếc khuôn cổ của mình. Mình sẽ làm xòe những cái phần ngọn cổ ra để cho cái cây cổ của mình được to xòe đẹp hơn. Tương tự thì cái khuôn cổ này mình cũng sẽ quấn lại. Mình sẽ dùng tay tản những chiếc lá của mình ra. Tương tự như màu xanh đậm thì bây giờ mình cũng sẽ đi tiến hành tạo những phần khuôn cổ cho màu xanh nhạt. Và ở đây là khá là nhiều những khuôn cổ mà đã được mình cắt, có hai màu sắc. Và mình đã cuốn những cái khuôn có kích thước to rộng hơn và những kích thước bé hơn để có thể phù hợp với chiếc khung của mình. Thì sau khi đã có các chi tiết rồi, bây giờ thì mình sẽ gắn chi tiết lên, các chi tiết lên chiếc khung của mình, là mình sẽ hoàn thiện được một chiếc khung trang trí. Mình sẽ để khung cổ của mình sang bên. Và đây là chiếc khung ban đầu mà đã được mình gắn rồi. Thì mình sẽ đặt hai chiếc lá của mình đặt lên trước. Mình sẽ đặt hai chiếc lá của mình lên đây. Mình sẽ để cái khung của mình là hàng dọc. Sau đấy là mình sẽ cố định hai chiếc lá lên nhé, hai cây lá của mình lên. Mình sẽ cho keo vào dưới cây lá. Sau đấy là sẽ cố định lên chiếc khung của mình. Đây là hai chiếc cây, có một cây lá dài và một cây lá ngắn, cho chiếc khung của mình được hài hòa hơn. Thì sau khi đã đặt hai cây lên rồi, chiếc cây lên rồi, thì những khung cổ mà mình đã vừa chuẩn bị được, mình sẽ đặt lần lượt lên chiếc khung của mình. Mình sẽ cho keo vào khung cổ. Sau đấy là đặt những khung cổ lên trên những chiếc cây và lên chiếc khung của mình. Một cây cổ màu xanh đậm thì mình sẽ đặt một cây cổ màu xanh nhạt và sẽ tản những ngọn cổ ra. Mình sẽ cứ tiếp tục đặt những khung cổ của mình xô le hai màu lên với nhau nhé, cho đến hết cái đường vòng ở bên dưới khung. Vậy là mình cũng đã đặt được đan xen khá là nhiều những khung cổ rồi. Bây giờ thì mình vẫn sẽ tiếp tục đặt các khung cổ của mình cho lên và tán những ngọn cổ. Vậy là mình đã đặt được một hàng khung cổ khá là xinh rồi. Bên đầu tiên đây là mình sẽ đặt những khung cổ có kích thước lớn hơn. Sau dần là mình sẽ đặt những kích thước bé. Mình sẽ uốn thật là cong những ngọn cổ của mình lên cái phần viền khung cho những cây cổ của mình được đẹp và chân thật hơn. Thì bây giờ mình sẽ đặt tiếp một lượt những khóm cổ của mình lên bên trên thêm một hàng nữa. Và đây là mình đã đặt được hai hàng khóm cổ lên chiếc khung của mình rồi.
Nhìn những khung cổ kết hợp ở bên dưới khá là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ đặt những bông hoa có các gam màu khác nhau như mình đã chuẩn bị được lên trên chiếc khung này. Thì đầu tiên mình sẽ đặt một bông hoa màu xanh cùng gam màu với những cái phần khung cổ có kích thước lớn hơn để che đi cái phần ở dưới gốc khung cổ mà mình đã gắn lên. Mình sẽ đặt một hai bông hoa màu xanh lên trước. Sau khi đã che được rồi, bây giờ thì mình sẽ đặt những bông hoa có các gam màu khác nhau lên chiếc khung. Mình sẽ đặt lên cây hoa của mình một ít bông. Những bông hoa màu hồng, màu vàng được mình đặt lên chiếc cây làm rất là nổi bật cho chiếc khung của mình. Mình đã đặt rất nhiều màu sắc khác nhau lên. Ở đây thì mình sẽ đặt thêm một bông hoa màu xanh của mình lên cái phần cây lá nữa. Ở trên này mình sẽ đặt ở trên ngọn cây trên cùng, mình sẽ đặt thêm một bông hoa màu hồng. Tiếp theo thì những bông hoa còn lại sẽ được mình trang trí vào cái phần ngọn cỏ. Vậy là mình đã sắp hoàn thiện được một cái sản phẩm trang trí treo tường rồi. Nếu các bạn thấy sản phẩm của mình đẹp thì nhớ hãy đăng ký kênh và cho mình xin một like để mình có những động lực ra nhiều video hay hơn và những ý tưởng tốt hơn. Mình đã đặt được rất nhiều bông hoa lên đây rồi. Mình sẽ đặt một bông hoa màu xanh cuối cùng lên cái phần ngọn khóm cỏ này. Ở phần dưới thì mình sẽ còn lại một chút chiếc lá mà mình đã gắn ở bên trên. Mình sẽ đặt lên cái phần ngoài của cái khóm cỏ của mình. Mình sẽ dắt những chiếc lá của mình lên cái khóm cỏ. Và đây là mình đã đặt được rất nhiều những bông hoa hồng có những màu sắc khác nhau lên chiếc khung của mình rồi. Thì để chiếc khung của mình được nổi bật hơn thì ở đây mình đã có cắt được những bông hoa bốn cánh có gam màu hồng nhạt. Thì để cắt được những bông hoa bốn cánh này thì mình đã cắt một ô vuông như thế này để hướng dẫn cho các bạn. Thì để làm được một bông hoa bốn cánh khá là đơn giản, mình sẽ gập đôi mẫu giấy của mình lại và thêm một lần nữa. Sau đấy là mình sẽ dùng kéo cắt một đường tròn như thế này tạo thành hình cánh hoa. Sau khi đã cắt xong, mình sẽ mở ra. Mình đã có một bông hoa bốn cánh như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ trang trí một chút bông hoa bốn cánh của mình lên những ngọn cỏ để tô thêm cái vẻ đẹp cho chiếc khung của mình. Mình sẽ đặt lên phần bồng bềnh ở trên những khóm cỏ này. Mình sẽ đặt 4 bông thôi. Mình sẽ không trang trí quá nhiều những bông hoa này. Vậy là sau khi đã đặt những bông hoa bốn cánh lên, mình đã hoàn thiện một sản phẩm trang trí treo tường của mình rồi. Thì bây giờ mình xin tạm dừng video của mình lại đây và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.